Xin phép cô trường vào lớp ạ. Ờ, vào lớp đi em. Mày quá, vẫn kịp giờ, tí nữa thì muộn học. Ô, sao hôm nay thằng Bách với thằng Hoàng không đi học à? À, chắc nó nghĩ hôm nay cô giáo mới không điểm danh nên là trốn học đây mà. Chào cả lớp, trước khi vào giờ học tôi điểm danh một chút nhá. Thôi xong rồi, làm sao bây giờ? À, chắc là mình nhại giọng chúng nó, cô không phát hiện ở đâu nhở? Hà Quang Bách. Có. Nguyễn Nhật Hoàng. Có em. Hai bạn này lên kiểm tra bài cũ trước nào. Đâu rồi, bạn Hoàng, bạn Bách đâu rồi? Dạ, em thưa cô, bạn Hoàng với bạn Bách vừa báo là các bạn em bị ốm phải nhập viện không đi học được cô ạ. Thế hai cái tiếng vừa nãy là... À, chắc là tiếng của lớp bên cạnh đấy cô ạ. À, thôi được rồi, để tôi kiểm tra bạn khác. Xin phép cô cho em vào lớp ạ. Hai em là... Em là Hà Quang Bách ạ. Còn em là Nguyễn Nhật Hoàng ạ. À, được lắm. Dám lơ lẹo với tôi à? Tôi sẽ ghi ba cô cậu vào sổ đầu bài. Sao tự nhiên chúng mày đến làm gì? Bách. Quán nét đóng cửa. Quán nét đóng cửa về mà ngủ nhờ. Thế cái bạn vừa lấy tên là gì nhỉ? Bạn nào hả cô? Cái bạn nữ ngồi cạnh bạn Bách kia kìa. Nhưng mà ngồi cạnh con là con trai mà cô. Vâng, em có phải là con gái đâu cô. Sao nó đã thay đổi ngoại hình rồi nhỉ? Được rồi. Thế bạn tóc ngắn có râu tên là gì? Đâu, em là tóc dài có râu mà cô. Thế thì cái bạn tóc dài mái vàng có râu kia tên là gì? Dậy, dậy đi. Đây là ai, mày là đâu? Sao tao mày đổi từ vàng thành cam rồi Trang? Có lẽ nào? Đây chính là bí mật. Sao môi mồm mình như một... Bí kíp ấy, nó nằm ở đấy đấy. Thế thì cái bạn tóc dài mái vàng có râu kia tên là gì? Tóc dài thành tóc ngắn mình còn làm được. Chứ thay đổi màu tóc trong vòng phút chốc thì làm sao mình làm được bây giờ? À, mình còn có vũ khí bí mật nữa cơ mà. Ba tao gặp đi. Hả? Giờ thì đến lượt cô. Vậy là tất cả đã phải gục ngã trước hơi thở của ta. Còn bây giờ chỉ cần thay đổi màu tóc bằng bộ sản phẩm của Trang Love Hair thôi. Ôi, mày đỉnh tới đấy. 14 điểm. Chuyện không ai có thể làm khó được Phan Thị Trang này. À, hóa ra là tên Trang à. Mai cô mời phụ huynh lên gặp tôi nhá. Ờ, quên đi đâu về đây? Đi mua sữa cho Trân Châu về, sao? Ừ, thế cho tao mua một hộp đi. Thôi rồi, lấy hộp nào? Cái này 5.000, cái này 10.000, mày lấy hộp nào? Thế thôi, cho tao hộp 5.000 đi. Đây. Được ăn có mỗi hộp. À từ từ Ngáo ơi. Hả? Thôi tao đổi ý rồi, đổi tao hộp 10.000 đi. Đây. Cái đâu? Thì tao đưa mày 5.000 nãy rồi, bây giờ tao đưa thêm hộp này nữa là 10.000. Đúng không? Ừ. Ừ đúng rồi. Đây đây, anh em ăn đi. Ê Trang, dạo mày đang thích ai à? Đâu, tao thích ai đâu. Thôi đừng có mà chối, cái kiểu hay nhìn màn hình rồi cười một mình như thế thì chắc chắn là yêu rồi, cái gì nữa. Ừ thì tao cũng có thích một đứa, nhưng mà tao không nói ra đâu. Nói là chúng mày cứ bô bô cái mồm lên. Nói đi, bọn tao không nói cho ai đâu. Chúng mày nhớ mồm ấy nhá. Cứ yên tâm, nói đi. Bọn tao biết giữ bí mật mà. Ừ thì tao thích thằng Hoàng nhà hàng xóm. Kìa, hết bé bé rồi, mẹ tao nghe thấy bây giờ. Ai sang ấy nhở? Anh Hoàng, anh sang đây có việc gì đấy à? À, mẹ anh bảo mang sang cho nhà em mấy gói mì trộn tương đen Coreno ấy mà. Dạ, em cảm ơn anh nhá. Ơ, đây có phải là Hoàng Hôn hàng xóm mày bảo là mày thích không? Ừ, yêu Trang đây à. Ừ, rồi, thật ra cái cảm biết Trang thích mì thì có mang hẳn mì sắp tặng đây. Ừ, ra thì mì đi ra. Chúng mày đi làm sao ấy? Tao bảo tao thích anh bao giờ? Không, không có gì đâu anh ạ. Đã bảo là không thích nó cứ trêu. À, thôi anh xin phép về nhá. Rồi, sớm nha, quả sớm rồi còn mày đặt nha, làm trò, mày làm trò. Đúng rồi anh em tốt, lần sau chúng mày phải đẩy mạnh hơn để tao còn hôn đi. Nhất nhá, ăn mì tương đen Coreno xong cái có người yêu luôn. Thôi rồi, để cảm ơn chúng mày, bây giờ tao bao chúng mày đi nét. Yeah, yeah, đi nét rồi. À, mấy đứa có chuyện gì mà vui đấy. À, không có gì đâu mẹ. À, cha có cảm ơn bọn con, mì đang giữ bí mật chuyện nó thích anh Hoàng hàng xóm với cô ấy mà. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Có gì vào đây thì tao nói, đừng có bố bố cái mồm lên. Biết rồi. Xin kính chào quý khách ạ. À, dạ vâng ạ. À, hôm nay em đến chọn kính cho bạn em. Đấy, mày thích cái kính gì chứ? Nó đâu rồi? Bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Lại đây.
Em xin lỗi ạ, con bạn em mỗi lần nó nhìn thấy con trai thì nó lại nhít thế này đó anh ạ. Không sao đâu, anh chị cứ chọn kính đi ạ. Mẹ tao bảo ấy là đi mua hàng phải trả giá xuống một nửa. Tí nữa có gì để tao nói chuyện cho nghe chưa? Rồi, tao biết rồi. À mà này, để cho tăng cái tỷ lệ thành công ấy thì bây giờ kể cả kính có đẹp thì mày cũng không được khen nó đẹp. Mày phải tỏ ra là mày không ưng ấy. Biết rồi, cứ làm như là người ta không biết gì ấy. Anh ơi, anh cho bọn em thanh toán với ạ. Dạ, của anh chị hết 55.502 cái ạ. Ui, sao kính rẻ thế ạ anh? Rồi bán như thế này thì làm gì có lời lãi. Thế mà thằng bạn em vừa nãy nó bảo là phải giảm giá xuống một nửa. Ui, mày có im đi không thì bảo. Bỏ đấy xem nào. Tức xin mày đấy, đừng có nói nữa. Mà đúng thì thôi, tao có thể mắm được muối thì đâu. Mà công nhận em thấy ưng cả kính lẫn chủ quán rồi đấy anh ạ. Dạ, thế bây giờ anh chị thanh toán bằng tiền mặt hay là... Chị cái gì mà chị? Nói vậy là em không vui đâu nhá. Em thanh toán bằng cả tình yêu. Nhưng mà em có vợ con rồi chị ạ. Rồi rồi, tôi trả tiền mặt. Dạ em nhận ạ, à. Em trả lại chị 44.000 nhá. Ô hay, anh làm tròn đấy ạ. Dạ chị thông cảm cho em với ạ, nhà em thì không có đồng 500 ý ạ. Ô hay, cậu này nói buồn cười ấy nhỉ. Thế tôi thông cảm như cậu rồi, ai thông cảm cho bọn tôi? Rồi tôi cho cửa hàng 500 đồng, thế cửa hàng có cho tôi hai kính này không? Nhưng mà chị ơi, nó chỉ là... Anh có biết 500 đồng nó là mồ hôi nước mắt của tôi không? Ngày xưa 500 đồng tôi cầm vào tiệm tạp hóa, tôi còn mua được cả cái ô tô đấy nhá. À dạ thế thôi, để em đưa chị thêm 1.000 ạ. À, thế ý là anh cố tình đưa như thế? Ý anh nói là tôi khó tính, tôi không cho được cửa hàng 500 đồng cái gì? Thôi rồi bác ạ. Em không phải thế bác nhá, em không quen anh thế đâu nhá. Hề, hôm nay mua đúng một hộp bánh rồi. Ý gà. Ôi, cái hàng mới này. Mình chỉ mua đúng một cái này thôi. Cái này bị khác à? Ôi, nhiều đấy. Ôi, mình sẽ không mua nữa. Ôi, đây là thành mình thích mà. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. À, nhân một ngày bình thường, con chúc cô sống lâu nghìn tuổi, triệu năm xinh đẹp, tỷ năm hạnh phúc. Hay thời gian chơi đấy à? Ơi, con gái nhà ai mà khéo mồm khéo miệng thế? Chả bù với con nhà này. Mít trở chuẩn luôn, báo ngay đi. Đấy, con nhà người ta thì chăm chỉ học như kia. Con nhà mình chỉ có cắm đầu cái điện thoại này. Rõ ràng là chúng nó... Thôi cô ơi, bọn con ăn xong rồi, bọn con đi rửa bát nhé con nhá. Thôi, cậu để đấy để tớ rửa cho. Thôi, hãy mà, rửa bát là việc của tớ để tớ rửa cho. Đấy, con nhà người ta ăn xong biết rửa bát nè. Con nhà mình ăn xong ngồi cứ chờ cái mặt nè. Để hai đứa mình cùng rửa nhá. Thôi, hai đứa cứ ngồi đây chơi đi, để con Trang rửa bát cho. Vui quá cậu ơi. Hai đứa đang chơi cái gì đấy? Cho bác xem với. Thế cho tao chơi với. Chơi cái gì mà chơi? Sao mẹ thiên vị đấy ạ? À? Chúng nó chơi được sao con không chơi được? À, mày đừng còn chả treo với tao à? Con nhà người ta chơi game để mà luyện trí tuệ, để mà ngoan ngoãn. Con nhà mình ấy chỉ được cái mẹ thôi. Nếu mẹ đã nói thế thì mẹ nhận chúng nó là con đi. Con sẽ đi khỏi cái nhà này. Ok con gái. Mình bên ngay mà. Kiểu gì mẹ ông níu mình lại cho mà xem. Đấy, mày đi đâu mày đi đi. Mẹ thôi, hai con trai của mẹ vào chơi game tiếp đi. Không cẩn thận ở bên ngoài này cảm lạnh. Dạ vâng mẹ yêu.